này cứ đào đào lấp lấp. Wow, tớ xem tớ tìm thấy cái gì đây này. Một cái đầu lâu này, nhưng nhìn nó kỳ lạ ghê á. Bên trong có kẹo nè. Tụi mình ăn nó được không ta? Chơi tới luôn bạn ơi. Wow, đây là kẹo phép thuật 100% luôn. Tớ thấy tụi mình sẽ được quẩy tưng bừng rồi đây. Được rồi, đến lúc xem thử thách đầu tiên của tụi mình là gì rồi. Hả? Chai gì đó? Thú vị đây. Thử luôn cho nóng nào. Cái này... Wow, chua le luôn. Chua quá đi mất. Ồ, giờ nó đổi vị rồi nè. Để tớ thử lại lần nữa. Giời, vẫn chua muốn xỉu. Thì chúc may mắn nha gái. Đến lúc xem mình có gì rồi đây. Ồ, là kẹo. Hình như là kẹo thịt xông khói nha. Chắc là ngon lắm đây. Ngửi mùi thôi là biết rồi. Mong lên nào. Mà khoan, mình vừa nghĩ ra một ý tưởng hay hơn nhiều. Đi đây một tí nhé. Cậu ấy đi đâu thế nhở? Nhìn đây, đủ bộ bếp điện và chảo nha. Đến lúc nấu món kẹo thì xông khói rồi cả nhà ơi. Thiếu thiếu cái gì đấy nhở? Biết rồi. Lâu lâu nhỏ này lạ lùng ghê á. May là mình có cái chai xịt này. Mùi vậy ta. Ôi mẹ ơi, cháy. Cháy rồi. Kẹo thì không khói cháy rồi. Mình phải làm gì giờ? Bình xịt lửa của mình. Chữa cháy thôi nào. Không hiệu quả rồi. Nhìn này, tôi có hai quả trứng ăn kèm thịt xông khói này. Hả? Cái nắp này đâu ra vậy? Không, thịt xông khói của tớ hỏng mất tiêu rồi. Nó biến thành than rồi, trời ơi. Mà mùi cũng thế ghê nữa. Còn gì nữa đâu mà ăn với sầu. Tớ cũng muốn mở nó chứ. Ui, cái gì thế này? Nhìn đi này, một con cá sấu xinh xắn quá đi. Trong này chứa đầy bột màu xanh lá cây nè. Tớ muốn thử nó ngay vào luôn. Tiến lên nào baby cá sấu. Lấy thật nhiều bột cho chị nào em. Quá chuẩn, giờ thì nếm thử xem vị như nào nào. Vị như vị táo xanh ấy. Nó tan chảy trong miệng tớ luôn này. Wow, tớ có một cái máy bán kẹo luôn này. Thích thật đấy, vậy là tớ sẽ có thật nhiều kẹo rồi. Yay, kẹo hạt đậu màu vàng này. Rốt cuộc thì mình cũng được chơi một thứ gì đó rồi. Dai dai nè, vị thì khá giống vị tự nhiên ấy. Wow, trời đất ơi, cậu biến thành sư tử rồi kìa. Chắc sẽ có viên kẹo khác trong này làm cậu hồi phục thôi. Thử cái này đi. Má ơi, giờ cậu biến thành đầu lâu rồi Claire. Viên trắng này sẽ giúp cậu bình thường thôi, chắc thế. Cậu làm tớ muốn xỉu luôn á. Khoan nào. Nếu mình ăn viên xanh lá cây thì mình có thể biến thành con cá sấu rồi. Được rồi, đến lúc biến hình rồi đây. Olivia, cậu đang làm gì đấy? Đừng mà. Hả? Trông cậu vẫn thế mà. Chả có gì xảy ra cả. Ew, cậu ăn rồi rồi kìa. Vậy là cậu biến thành con ếch rồi. Ok là, thử thách tiếp theo nào. Tớ có một que kẹo xanh lá này. Mong là mùi của nó không khiến tớ xa lánh. Ngon thế, giống vị táo xanh ý. Nhưng hơi dính dính một tẹo. Tôi cũng muốn có một cái giống thế. Một quả trứng này. Làm sao mà đút nổi quả trứng này vào mồm chứ? Hình như có cái gì đó trong này. Wow, ánh sáng gì vậy? Olivia, cậu đâu rồi? Cậu thu tớ vào đây rồi nè. Chơi gì kỳ vậy hả? Tớ xin lỗi. Để tớ làm lại nhé. Chắc là lắc một tí là được thu nhở. Thoát rồi, nhưng tớ biến thành màu hồng luôn rồi nè. Que kẹo cũng biến thành hồng luôn nè. Thôi thì cho mình xin nhé. Thích thật đấy, giống như đang ăn một trái dâu mềm mềm bong bong vậy.
khoan nào, đếm đến 3, giờ mở cùng nhau nhé. Wow, kẹo mút đồ chơi này. Mấy cái kẹp này vui ghê á. Ấn chúng nó cùng lúc nào. Thích cái đấy, vui ghê. Nhưng giờ phải ăn kẹo rồi. Của tớ là vị dâu, vị yêu thích của tớ đó nha. Tớ không biết là trong này còn có kẹo luôn á. Không biết vị của mình là gì nhỉ. Vị Coca nè, mùi y như nước ngọt Coca-Cola luôn, thích quá đi. Cái này xuất hiện bao giờ thế? Nguyên một bộ luôn đó nha. Từng biết phải làm gì rồi chứ. Thanh kẹp xuất chiêu nào. Hơi bị khó luôn á. Mình làm được, mình sẽ làm được. Không, rồi ạ. Suýt tí nữa là gặp được rồi. Mình chỉ cần gấp một. Cái này là nhiệm vụ bất khả thi luôn đó trời. Từ từ nào. Tớ làm được rồi, cuối cùng cũng gấp được một cái. Nếu cậu làm được thì tớ cũng có thể làm được. Yay, tớ thắng rồi, tớ là người giỏi nhất. Lêu lêu chơi thua xị mạt. Kệ người ta. Tớ trước, mở ra nào. Hình như là kẹo cao su á. Chính xác luôn nha. Một cuộn kẹo cao su nè. Trông ngon thế chứ. Ngoằm một miếng thật lớn nào. Không nhé, đừng có xin, tớ không cho đâu. Mấy thím đâu ra vậy hả? Đi dùng cái đi. Wow, vừa mềm vừa dai. Vị táo xanh đúng là đỉnh cao mà. Wow, nhiều kẹo cao su thật đấy. Đến lần tớ. Tiếng gì vậy trời, ghét ghê. Gì chứ, tớ chỉ nhai kẹo của mình thôi mà. Thế cậu nhai khẽ khẽ hơn một tí hộ tớ nhé. Rồi, nhai bé thì nhai bé. Vẫn còn hơi lớn tiếng đấy nhé. Nhai kẹo thôi mà sao ồn thế nhở. Tớ không chịu được á. Cậu đừng làm thế nữa. Trời đất ơi, được rồi, nếu cậu để ý nhiều thế thì tớ dừng lại vậy. Xong, tớ nuốt nó rồi đấy. Rốt cuộc cũng yên tĩnh rồi, xem mình có gì nào. Kẹo cao su, tớ cũng có kẹo cao su lần này. Lần này thì đến lượt mình rồi nhé. Ước gì có thêm kẹo cao su để ăn. Cậu đang ăn kẹo cao su bằng dao dĩa đấy à? Cái tiếng đó kinh khủng thật. Dừng lại đi mà. Cậu bị sao vậy hả? Cái này mới là tiếng ồn khiếp nhất thế giới này đấy. Cuối cùng cũng dừng. Cứ tưởng nó không bao giờ dừng chứ. Hình như tôi phải ăn thêm chút kẹo cao su nữa. Cậu đừng có mà mơ nhá. Mình phải thoát khỏi tiếng ồn này. Chạy ngay thôi. Cho chưa nhá. Đến đây nào kẹo cao su ơi. Hãy cho chúng tôi biết các bạn thích màu hồng hay xanh lá hơn trong phần bình luận nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tớ để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nha.